Bảo Huệ đó, và quán Úc Hương. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này, nguyên đường Nguyễn Cảnh Chân nè. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa có ở đây thì biết cái chùa Ấn Quang nè. Đó, hẻm 459 đây. Loại rẻ đó, đó rất là nhiều ha. Đó, cái hẻm này đây. Đó, cái hẻm này em ta thấy hẻm này buổi tối cũng rất là tấp nập ha. Đó có nhiều quán cà phê lắm trong đó đó. Nhà thờ, chợ quán, rồi trường Chí Thiện, và cuối đường này là trường Thánh Linh. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh về cung đường Trần Hưng Đạo, Cầu Kho và Cộng Hòa Nguyễn Văn Cường ngày nay gửi bà con chúng ta cùng theo dõi. Sau một ngày làm việc, chúng ta mở TV lên và mở Vinh Lâm TV, chúng ta lại tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, với những cái hình ảnh cung đường sắc màu ngày và đêm. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo, và theo hướng này chúng ta sẽ đi về quận 5, chợ Hòa Bình, và nơi đó có đường Nguyễn Biểu, rồi Trần Bình Trọng, Petrus Ký, Lê Hồng Phong. Và vị trí chúng ta đang đứng đây là đầu hẻm 258 Trần Hưng Đạo. Thì ở bên kia có mấy cái gara, hãng xe Samco, Toyota, rồi Lexus. Nhìn bên đây là hẻm 258 nè. Hôm bữa chúng ta có đi vô đó lúc trời mưa rồi đó. Hẻm thì này, hẻm này thì hẻm cùng ha. Buổi tối thì rất là yên bình, ban ngày cũng ít người ở nữa, nên thành ra nhìn thấy hẻm hơi vắng lặng. Rồi theo hướng này chúng ta sẽ đi về trường Phát Diệm, Cầu Kho, trường Cầu Kho, và chúng ta thấy tòa nhà cao cao đó chính là Sở Cứu Quả, ngày nay mới được xây lại ha. Rồi hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang trên đường Trần Hưng Đạo này, và đi đến đường Cộng Hòa nhé. Bên đây là hẻm đầu hẻm số 4 nè, hẻm 391, phố ốc ngày xưa đó. Thì bây giờ con phố này cũng vắng lặng à, không có nhiều ốc như ngày xưa. Chúng ta thấy không có đông lắm. Hồi xưa là đèn sáng rực, và đầu hẻm thì có nhà hàng Đen. Nhà hàng Đen bây giờ cũng đóng cửa luôn rồi. Chúng ta nhìn những hình ảnh này cũng nhớ đến ngày xưa, khi mà mình còn bán thuốc hay gì đó ngay trước cửa nè. Ngày xưa em nhớ là ngay trước cửa này rất là đông, tấp nập. Nhưng bây giờ thì điều hiu vắng lặng ha. Thì chúng ta sẽ đi một đoạn đường Trần Hưng Đạo này, đi đến Cộng Hòa là Nguyễn Văn Cường ngày nay, để mình xem cái cung đường này ngày hôm nay như thế nào ha. Nhân chuyến hôm nay em có đi bộ tập thể dục, rồi sẵn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Để biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại gợi nhớ được nhiều điều về ngày xưa. Nhân qua đó thì mình cũng cập nhật được một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Chúng ta nhìn qua đây là hẻm số 3, với những cái quán cà phê, rồi trong đó có Cua Cà Mau, quán mì cua, rồi hến ở miếng xào cua, rồi nói chung là những đặc sản Cà Mau rất là nổi tiếng trong quán này ha, trong hẻm này. Và đầu hẻm cái nhà này mới sửa lại. Rồi chúng ta tiếp tục nha.
à, và kế bên đó là cái bưu điện, bưu điện VNPT để mình gửi đồ đi các tỉnh đó. Đó, và mình nhìn qua cái hãng xe bên đây. Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ tối. Mình lần đầu tiên đi về đêm ở cái cung đường này luôn. Để xem Sài Gòn về đêm như thế nào anh. Thì được mệnh danh là một cái thành phố không ngủ. Thì về đêm Sài Gòn luôn có những cái sắc màu khác với ban ngày. Có những hàng quán ban ngày bán thì ban đêm nghỉ, mà có những hàng quán ban ngày không bán nhưng ban đêm họ bán. Rất là thú vị nha. Đây có công ty du lịch du lịch liên bang. Và phía trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Cảnh Chân, một con đường trung tâm của Cầu Kho này. Phường Cầu Kho, ở đây có cái chợ nhỏ Cầu Kho. Và ở cuối đường thì có cái quán hủ tiếu, ủa quán phở, quán phở hôm bữa em có review rồi đó, quán phở phở Huệ đó. Và quán Úc Hương. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này, nguyên đường Nguyễn Cảnh Chân nè. Rồi kế bên thì nơi làm giấy chứng minh, ngày xưa là Bộ Lao động ha. Theo lời chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn. Và chúng ta nhìn bên đường thì có những cái bộ công an. Nơi đây rất là thay đổi nè. Những cái building, những cái cơ quan công an ngày xưa bây giờ xây lên những cái building rất là lớn. Và đi sắp tới xíu nữa chúng ta có cái thánh đường Isalama. Sài Gòn về đêm thì chúng ta đi bộ cũng thông thả, cũng không có gì hối hả vội vã, để cho cái hình ảnh nó trôi qua nhẹ nhàng, để cô chú anh chị các bạn chúng ta xem nó rõ hơn. Thông qua những video này em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc anh chị bạn luôn vui vẻ và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Với con đường Trần Hưng Đạo đoạn Cầu Kho này thì nơi đây có một cái khách sạn Universe, và phía sau dãy khách sạn đó thì là cái hẻm cây mít. Và nơi đây có cái hẻm 459 nè. Hẻm 459 này đi vô cái chùa Ấn Quang. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa có ở đây thì biết cái chùa Ấn Quang nè. Hẻm 459 đây. Và nơi đó có bán hẻm 459. Nơi đó có bán đầu đường, đầu hẻm thì có quán cà phê, rồi buổi sáng có bán bánh ướt, rất là nhiều ha. Chúng ta tiếp tục đi trên đường Trần Hưng Đạo ha, cái lề đường này. Đường Trần Hưng Đạo đặc biệt có cái lề rất là lớn, rồi cái vỉa hè này cũng rộng nữa. Ngày xưa thì xe đạp chạy ở trong đây và xe máy chạy ở ngoài, nhưng mà ngày nay thì không có xe đạp nữa, nên thành ra cái lề đường này rất là lớn, chúng ta đi bộ rất là thoải mái. Ở đây là số 511
Trần Hưng Đạo. Và bên đây có cái hẻm 268 Trần Hưng Đạo. Ở đây có cái tòa nhà bỏ hoang từ rất là lâu rồi. Và cái hẻm đó sẽ thông ra đường Nguyễn Trãi. Nơi đó có bán quần áo Sida, quần áo mới nhưng mà loại rẻ đó, rất là nhiều ha. Đó, cái hẻm này đây. Cái hẻm này em ta thấy hẻm này buổi tối cũng rất là tấp nập ha. Đó có nhiều quán cà phê lắm trong đó đó. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Mình sẽ đi một đoạn nữa là sẽ đến cái sẽ đến đường Cộng Hòa. Nơi đó có chợ Nancy. Và ngày xưa cũng rất là tấp nập, nhưng mà bây giờ thì chợ Nancy đã giải tỏa rồi, để đổi lấy những hình ảnh của cây cầu Nguyễn Văn Cừ ngày nay đó. Thấy đường Trần Đạo xe chạy rất là tấp nập. Nơi đây có cái nhà hàng Phổ Đình. Nhà hàng bán đồ nướng ha. Cái bên này có khách sạn Hoàng Vũ nè, khách sạn 3 sao. Thì hôm bữa em có review, không phải review mà hỏi thông tin khách sạn đó để bà con mình tham khảo rồi. Thì em nhận được rất là nhiều cái email của cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mà muốn ở về Sài Gòn, mà muốn ở khu nào đó, mà không ở khách sạn mà ở muốn ở những cái nhà mà họ cho thuê đó. Bây giờ ở Sài Gòn rất là nhiều cái rất là nhiều nhà cho thuê. Họ cho thuê theo tháng, mỗi tháng chúng ta khoảng chừng 500 đô thôi, 500-700 đô là ở cái nhà rất là đẹp rồi. Thì nếu cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ email em ha. Thông tin em có để trong phần mô tả phía bên dưới đó. Các anh chị có thể email và em có hỏi thông tin xong em gửi riêng cho cô chú anh chị. Chứ những video đó thì em tạm thời em ít có post lên cộng đồng ha. Và nơi đây có chợ Nancy ngày xưa nè, đường Cộng Hòa nè. Chúng ta sẽ qua đường và đi dọc theo đường Cộng Hòa. Gió rất là mát, hiện tại Sài Gòn gần 8 giờ. Hôm nay trời ở quận 5 mưa, nhưng mà ở quận nhất không mưa. Chỉ cách nhau một con đường thôi nhưng mà có chỗ mưa chỗ không. Và hướng này là chợ Nancy. Ở đây có quán cà phê rồi quán rượu, cũng đông đúc lắm, tấp nập lắm. Và phía trên kia Trần Đạo chúng ta có cái rạp lút A lút B nữa ha. Và chúng ta sẽ đi dọc theo đường Cộng Hòa này. Bây giờ mình sẽ qua đường nha. Xe cộ rất là tấp nập. Mặc dù đèn đỏ nhưng mà chúng ta tại vì có những người quẹo phải được á nên cũng còn xe chạy. Nơi đây có cái KFC. Đối với đường Cộng Hòa ngày hôm nay thì làm con đường rất là rộng và lớn, thoáng mát. Nơi đây buổi sáng có quán cơm tấm, cơm tấm Nguyễn Văn Cừ. Đây ngày chỗ chúng ta đứng đây.
đã rất là lâu rồi em không có quay lại quán này để ăn, không biết bây giờ mùi vị thế nào ha. Ngày xưa họ bán rồi có một cái thời gian họ ngưng bán đó, thì thời gian đó họ đã xây nhà mới lên, em cũng chưa ghé lại. Và con đường Nguyễn Cường này ngày nay buổi tối cái đoạn này có bán rất là nhiều cái đồ ăn vặt nè, bên kia có sinh tố nè, rồi bò lá lốt nữa nè. Và bên đó một dãy nhà, bên đó thì có hãng sơn Văn Nhu nữa nè, Dô Tông đó, cái gì thấy. Nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua lúc nãy nha, rồi chúng ta tiếp tục đi đến đường Nguyễn Trãi. Và ở đây có ngân hàng này mới xây lại nè. Và kế đi lại chút xíu nữa chúng ta sẽ có một cái giao lộ Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Cừ. Ở đây ngày xưa có nhà sách Nguyễn Văn Cừ đó, nhưng mà nhà sách Nguyễn Văn Cừ thì bây giờ dời qua cái đường Phan Văn Trị nằm ngay góc Phan Văn Trị với Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa thì nhà sách nằm ở bên chỗ cái công trình này nè, ngày nay họ đang xây building lên nè. Con đường này thì có cái shop của người mẫu Ngọc Trinh, chút xíu nữa chúng ta đi ngang xem cái shop nó còn hay không ha. Khách sạn Hà Phương Trang 100.000 một giờ. Và ở đây có cái chùa Long An. Mình nhìn lại đường Phan Văn Trị nha, đi đến trường Thánh Linh. Thì hôm qua chúng ta có đi ở trên Trần Bình Trọng, nhà thờ chợ quán, rồi trường Chí Thiện, và cuối đường này là trường Thánh Linh. Và chúng ta nhìn qua bên đây có cái chùa Long An nè. Hẻm chùa Long An, hẻm 106 Nguyễn Văn Cừ. Và chúng ta thấy đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay cũng rất là sôi động, tấp nập. Do là cái đoạn đằng kia nó hơi tối nên chúng ta sẽ tạm dừng cái video tại cái giao lộ Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trãi. Hẹn gặp lại bà con trong những video sau. Nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi và đồng hành cùng em trên suốt chặng đường vừa qua. Chúng ta nhìn bên kia có những cái hẻm đi thông ra đường Nguyễn Biểu, và những cái hẻm đó thông với nhau luôn, hẻm Phá Lấu, hẻm có cái mộ nữa, vẫn còn như ngày xưa ha. Rồi những cái hẻm đó sẽ thông ra đường Nguyễn Trãi luôn, thông qua quán phở phở Mộng đó. Chúng ta tiếp tục đi nha, gần đến cuối đường, có gần đến giao lộ này rồi, chúng ta cũng phải nói lời chia tay thôi. Bây giờ thì hầu hết
những người đi làm công sở đều đã về hết rồi, chỉ có những anh shipper, mấy anh đó làm rất là vất vả. Chúng ta thấy bên kia có bán bánh trung thu nè. Bây giờ sắp tới mùa trung thu rồi, nên mình nhìn thấy bánh trung thu đầy đường hết. Chúng ta đang đứng đây là giao lộ của Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trãi. Nơi đây có bán rất là nhiều ba lô, túi sách, vali. Và cuối đường đây thì chúng ta sẽ có cái ngã 6 Cộng Hòa. Nhưng mà khúc bên kia hơi tối, nên thành ra chúng ta sẽ tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh về cung đường Trần Hưng Đạo, Cầu Ho và Cộng Hòa Nguyễn Văn Cừ ngày nay, gửi bà con chúng ta cùng theo dõi. Sau một ngày làm việc, chúng ta mở TV lên và mở Vinh Lâm TV, chúng ta lại tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, với những cái hình ảnh cung đường sắc màu ngày và đêm. Và ở đây có một cái chung cư. Chúng ta hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Hình như là trời sắp mưa rồi phải. Bây giờ ở đây họ chuẩn bị dẹp rồi nè.